Vừa qua, Trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã chính thức được ra mắt. Đây được xem là bước tiến lớn trong công tác dịch vụ khách hàng của EVN-NPC, vì trung tâm chính là cầu nối thông tin đưa EVN-NPC đến gần hơn với khách hàng. Đi vào hoạt động chính thức thông qua hệ thống tổng đài 1900-6769, Trung tâm chăm sóc khách hàng của EVN-NPC sẽ cung cấp các dịch vụ tiện ích liên quan đến sử dụng điện, bao gồm dịch vụ mua bán điện như xử lý yêu cầu cấp mới điện, thay đổi, cập nhật thông tin khách hàng, xử lý các thông tin thắc mắc yêu cầu khiếu nại về mất điện cho hơn 9 triệu khách hàng trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra trừ thành phố Hà Nội. Cùng với đó, những thông tin phản ánh qua trung tâm sẽ là một trong những kênh giám sát cộng đồng có hiệu quả để EVN-NPC nghiên cứu, điều chỉnh, đổi mới phương cách điều hành sản xuất kinh doanh ngày một phù hợp hơn với xu thế phát triển và hội nhập.